Chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là thông tin về tình hình tai nạn giao thông diễn ra trong ngày 3 tháng 4 do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật đến 16 giờ ngày hôm nay, toàn quốc xảy ra 35 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 25 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 31 vụ, làm chết 20 người, bị thương 23 người. Đường sắt xảy ra 4 vụ, làm chết 2 người, bị thương 2 người. Lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ của Cục và địa phương đã kiểm tra xử lý 3.142 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Khoảng 15 giờ chiều ngày 3 tháng 4, trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra khi hàng chục xe tông nhau. Nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ va chạm này có thể là do tầm nhìn của các phương tiện bị hạn chế do khói mù mịt từ hai bên đường khi người dân đốt đồng. Trưa ngày 3 tháng 4, trên đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn cách quốc lộ 51 khoảng 2 km về phía Thành phố Hồ Chí Minh, khói từ các đám cháy bốc lên mù mịt khi người dân tiến hành đốt đồng. Do gió thổi mạnh, đám cháy có xu hướng lan gần đến đường cao tốc và tỏa làn khói mù mịt, khiến cho tầm nhìn của các phương tiện bị giảm đi rất nhiều. Đến khoảng 3 giờ chiều nay, cả hai làn đường, nhiều tài xế đã không thể quan sát được xe phía trước nên đã xảy ra va chạm. Xe khách Toàn Thắng và một xe bồn chạy hướng về Thành phố Hồ Chí Minh đã tông vào nhau. Nhiều xe khách khác đánh lái tránh nhưng vẫn bị va chạm. Vụ tai nạn khiến xe khách Toàn Thắng bị nát phần đầu, song không thiệt hại về người. Ở chiều ngược lại cũng xảy ra vụ tai nạn tương tự. Nhiều xe đã tông liên hoàn vào nhau do bị khói che tầm nhìn. Trong đó có ít nhất 4 xe bị hư hỏng nặng. Hai vụ tai nạn ở hướng cao tốc khiến 8 ô tô tông vào nhau, 4 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Đến cuối giờ chiều nay, hướng từ cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành vẫn đang ở trong tình trạng ùn tắc và đang được lực lượng cảnh sát giao thông điều tiết và xử lý vụ việc. Máy bay Vietnam Airlines mang số hiệu VN36 khởi hành đi Frankfurt, Đức ở Hà Nội ngày 2 tháng 4 đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Punctast Nicoda của Romania sau 1 giờ 30 phút khởi hành để cứu một hành khách gặp về vấn đề sức khỏe. Được biết, nam hành khách sinh năm 1988, quốc tịch Đan Mạch, ngồi ghế số 11K đã có những biểu hiện về vấn đề sức khỏe như khó thở, lên cơn co giật, ngã xuống sàn máy bay. Sau khi được một hành khách khác là bác sĩ sơ cứu, phi hành đoàn quyết định hạ cánh khẩn cấp tại Romania lúc 22 giờ 40 phút giờ Việt Nam để cấp cứu đảm bảo tính mạng cho hành khách. Đến 0 giờ 41 phút sáng nay giờ Việt Nam, chuyến bay VN36 tiếp tục hành trình từ Romania và hạ cánh an toàn tại Hà Nội vào lúc 9 giờ 40. Chuyến bay bị chậm mất 3 giờ 20 phút so với kế hoạch. Các hành khách bị ảnh hưởng nối chuyến tại Hà Nội được Vietnam Airlines đặt lại chỗ để tiếp tục hành trình. Được biết hành khách đã ổn định sức khỏe và đã được ra viện. Sáng nay ngày 3 tháng 4 tại khu vực huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, một chiếc xe container đã bốc cháy dữ dội sau khi đâm vào giải phân cách. Đáng tiếc là vụ tai nạn đã khiến tài xế và phụ xe đều tử vong. Vào thời điểm trên, xe container biển số Lào di chuyển theo hướng từ cầu Hồ vào cảng Nghi Sơn đến khúc cua đường ở xã Hải Yến, tài xế bẻ lái gấp khiến ô tô đâm vào giải phân cách lật nhào. Một lát sau, lửa bốc cháy dữ dội từ phía sau cabin, tài xế và phụ xe bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài. Nhận thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa điều động 3 xe cứu hỏa và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Do đám cháy phát triển nhanh nên cảnh sát đã huy động thêm 3 xe chữa cháy của nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn phối hợp chữa cháy. Sau 20 phút đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên lúc này tài xế và phụ xe đã tử vong và được đưa ra ngoài trong tình trạng cháy xém. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy được xác định là xe container bị lật do rỉ nhiên liệu gây cháy. Đường gom đại lộ Thăng Long, đoạn qua phường Đại Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, được coi là đại lộ hiện đại nhất Việt Nam. Thế nhưng con đường này lại có những hình ảnh vô cùng xấu xí khi ngổn ngang những phế liệu xây dựng gây mất an toàn giao thông. Những mảng bê tông lớn, đất, cát, phế liệu xây dựng chất cao quá đầu người lấn sang đường đại lộ Thăng Long khiến cho nhiều người đi qua khu vực này nếu không để ý sẽ rất dễ gặp tai nạn. Được biết, hiện tượng đổ phế liệu xây dựng, rác thải dọc hai bên đường đại lộ Thăng Long đã xuất hiện khoảng một năm nay. Đoạn đầu xuất hiện nhiều nhất là cầu vượt An Khánh đến khu vực trường Đại học Tây Nam. Mỗi khi xuất hiện hiện tượng trên, đội công nhân vệ sinh lại nhận lệnh để thu dọn. Tuy nhiên, cứ dọn xong, vài hôm sau phế liệu lại chất đống, khiến người dân vô cùng bức xúc.
Các trẻ em ở thủ đô Kabul của Afghanistan, quốc gia bị chiến tranh tàn phá này hiện đã có cơ hội đọc sách để quên đi những rắc rối và lo lắng của hiện tại nhờ vào một thư viện trên xe buýt đi khắp thành phố này. Bên trong xe buýt, các cuốn sách được đặt theo thứ tự trên kệ. Ngoài ra còn có bàn ghế cho các em ngồi để đọc những cuốn sách yêu thích hoặc chơi cờ tại đây. Mỗi ngày, chiếc xe buýt đặc biệt này mang theo bộ sưu tập hơn 500 cuốn sách tới 4 hoặc 5 nơi quanh thành phố và đón tiếp khoảng 200 trẻ em đến đọc sách. Dự án được thành lập bởi cô gái trẻ 25 tuổi Frestata Karim. Cô đã hoàn thành việc học của mình tại một trường đại học nước ngoài nhưng đã từ bỏ cơ hội ở nước ngoài để trở về hỗ trợ cho việc giáo dục trẻ em ở Afghanistan. Tôi lớn lên mà không thể tiếp cận với thư viện, và giống như tôi, có nhiều người đã lớn lên trong cảnh chiến tranh và không thể tiếp cận với thư viện. Đối với trẻ em, việc đọc sách thực sự rất quan trọng bởi điều này giúp các em phát triển cách nhìn nhận về thế giới. Theo số liệu thống kê, chỉ có 12 thư viện công cộng tại thành phố Kabul. Nhiều trẻ em không được tiếp cận với các cuốn sách do cảnh chiến tranh. Tuy nhiên, thư viện trên xe buýt sẽ mang tới cho trẻ em nơi đây cơ hội được đọc sách, giúp đáp ứng nhu cầu học hỏi của các em. Gần đây, Malaysia thông báo sẽ đưa hãng taxi công nghệ Grab vào danh sách giám sát chống cạnh tranh sau khi hãng này tiếp nhận mảng hoạt động kinh doanh tại Đông Nam Á của đối thủ Uber. Thông báo cho biết Ủy ban Cạnh tranh của Malaysia sẽ kiểm soát Grab, đặc biệt nếu hãng này có những hoạt động cạnh tranh không công bằng hoặc tăng phí đột ngột. Bộ trưởng Nội vụ Malaysia khẳng định việc giám sát là cần thiết để đảm bảo cạnh tranh công bằng trong mảng dịch vụ vận tải này để gây tổn hại đến lợi ích của người tiêu dùng, đồng thời nhấn mạnh trong trường hợp có hiện tượng chống cạnh tranh, đạo luật cạnh tranh sẽ ngay lập tức có hiệu lực. Tại cuộc họp diễn ra tuần trước, Grab, công ty được định giá khoảng 6 tỷ đô la Mỹ, đã đưa ra đảm bảo rằng trong quá trình chuyển giao sẽ không xảy ra chuyện giá không hợp lý cũng như không có chuyện tăng phí vận chuyển. Thông báo của Ủy ban cũng yêu cầu hai doanh nghiệp giữ nguyên các chính sách về giá cũng như các loại hình phục vụ như trước khi đạt được thỏa thuận, đồng thời không được phép chia sẻ cho nhau mọi thông tin tuyệt mật liên quan đến vấn đề về định giá hay là số liệu về khách hàng cũng như là tài xế. Tiếp theo ngay sau đây là một số tin vắn giao thông đáng chú ý khác. Khoảng 21 giờ tối qua, tài xế Nguyễn Văn Quốc điều khiển xe tải biển kiểm soát 63C07702 và Hồ Xuân Hoàng sau khi đánh bảo vệ và đập phá cửa của một công ty. Định bỏ chạy thì bị hai đồng chí công an chạy theo phía sau để xử lý. Bất ngờ đối tượng cho xe tải quay đầu lại, lao thẳng vào xe công an, cầm xà beng cố thủ trong cabin. Sau nhiều giờ thuyết phục bất thành, rạng sáng nay, lực lượng công an tiến hành cậy cửa xe, dùng đến hơi cay khống chế đưa cả hai ra ngoài. Qua test nhanh thì cả hai đều có nồng độ cồn, trong đó tài xế Quốc có nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép. Sáng 3 tháng 4 tại km 16 đường Đại lộ Thăng Long, Nội Bài, đoạn qua Điền Xá, Nội Bài, Hà Nội, theo ghi nhận chỉ trong 15 phút, có hàng chục xe ô tô 4 chỗ, xe taxi, xe tải, xe máy, xe đạp điện ngang nhiên trèo lên giải phân cách đường để quay đầu. Trong khi đó, nơi được cho phép quay đầu xe chỉ cách chừng đó 500 mét. Việc các xe đang lưu thông trên đường rồi đột ngột xin nhan để dễ trèo lên giải phân cách khiến nhiều phương tiện đi phía sau bất ngờ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao. Theo người dân sống xung quanh khu vực, tình trạng xe quay đầu trái quy định diễn ra tại đây thường xuyên, tuy nhiên chưa thấy lực lượng chức năng nào xử lý. Trong các ngày trình diễn pháo hoa 30 tháng 4, 26 tháng 5, mùng 2 tháng 6, mùng 9 tháng 6 và 30 tháng 6, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thống nhất phương án triển khai phân luồng treo quốc kỳ các quốc gia phục vụ lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018. Cấm dừng xe và đỗ xe dọc đường Bạch Đằng, đoạn từ đường Lý Tự Trọng đến đường Trần Quý Cáp để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khu vực bắn pháo hoa tại cảng sông Hàn trong các ngày tập kết, lắp đặt thiết bị và trình diễn pháo hoa. Cụ thể từ 17 giờ ngày 24 tháng 4 đến 23 giờ ngày 30 tháng 4, từ 17 giờ ngày 20 tháng 5 đến 23 giờ ngày 9 tháng 6. Từ 17 giờ ngày 4 tháng 6 đến 23 giờ ngày 30 tháng 6. Chính phủ vừa có quyết định thu hồi 1.180 tỷ đồng trong tổng số 4.958 tỷ đồng kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2014-2016 của Bộ Giao thông Vận tải phân bổ cho dự án hầm Đèo Cả.
Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính thu hồi số vốn trái phiếu chính phủ đã giao kế hoạch năm 2016. Bộ Giao thông Vận tải hoàn trả số vốn trái phiếu chính phủ đã giao kế hoạch năm 2016 nêu trên về ngân sách trung ương. Đồng thời, Bộ Giao thông Vận tải thực hiện rà soát các trạm thu giá dịch vụ, mức giá dịch vụ và tính toán lại hiệu quả tài chính của dự án hầm Đèo Cả theo quy định. Vâng, thưa quý vị, những ngày vừa qua dư luận đặc biệt quan tâm tới hành vi dũng cảm, sẵn sàng hy sinh lợi ích của bản thân để cứu hai nữ sinh thoát chết ngay dưới bánh xe tải. Hành động đẹp của lái xe Đỗ Văn Tiến, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng đã được nhiều người chia sẻ, ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ những khó khăn để khắc phục hậu quả của vụ tai nạn. Phía sau câu chuyện này hiện như thế nào? Vào chiều ngày hôm nay, mùng 3 tháng 4, VTC14 đã có cuộc trao đổi nhanh với lái xe Đỗ Văn Tiến để hiểu rõ hơn bản chất của vụ việc cũng như những khó khăn mà gia đình anh đang phải đối mặt sau vụ tai nạn giao thông hí hữu. Thưa anh, cách đây ít ngày, nhờ cú đánh lái của anh thì đã giúp được hai nữ sinh là thoát khỏi được cái vấn đề tai nạn giao thông ngay dưới bánh xe tải. Việc làm của anh đã được rất là nhiều người ủng hộ. Tuy nhiên bên cạnh đó đã có những cái hậu quả nhất định. Đến thời điểm này thì anh có thể cho biết là cái tình hình sức khỏe cũng như cái tinh thần của bản thân đang như thế nào rồi ạ? Nó có cũng giảm sút và tinh thần, chẳng hạn như về cái vấn đề xương sườn nó bị gãy thì nó có chèn ép vào cái dây thần kinh, cũng còn đau và đi lại hơi khó khăn này. Các anh bên bệnh viện cũng cho biết là cái sức khỏe gì phải giảm thiểu bớt đi lại và ngồi, chủ yếu là giữ gìn chẳng hạn cho gọi là nó yên một chút để cho nó đỡ phải vận động ấy. Cái hậu quả để lại là rất là lớn, phải đền bù lên tới cả hàng trăm triệu đồng. Vậy với khả năng của gia đình hiện nay thì có thể chi trả được không? Mà nói về cái khoản đền bù mà với số tiền đấy thì gia đình thật sự là khó khăn. Nhưng mà cũng có nhiều cái mình cũng xin cảm ơn tất cả về cái mọi vấn đề là trên mạng xã hội và tất cả toàn thể cộng đồng đã ủng hộ quyên góp và cũng được một số gọi là nhất định nào đó. Nhưng lại cảm ơn anh Hoài Nam, anh đã có lời là giúp đỡ mình về mọi mặt, chẳng hạn như nếu mà có khó khăn về tiền bạc anh sẽ bỏ ra anh đền hộ giúp mình cái số tiền 240 triệu. Sau cái vụ tai nạn giao thông, cộng đồng mạng cũng như rất là nhiều người dân họ có chê trách là hai nữ sinh được may mắn thoát nạn vẫn chưa có cái sự xuất hiện để cảm ơn anh cũng như gia đình. Anh có suy nghĩ gì về vấn đề này ạ? Là toàn bộ cái câu chuyện thì nói đúng là cũng không phải do lỗi của hai cô bé đó. Thì bây giờ nói đúng là sự việc nó đã xảy ra rồi, mình cũng không có cái gì gọi là khắc trách hoặc là oán trách về mọi cái gì cả. Vì cái tình thế mà mình chỉ nghĩ là cứu được mạng hai cô gái đó. Còn về phương diện chẳng hạn như bây giờ các cô có tấm lòng thì đã đến hỏi thăm rồi. Đến hiện tại thì bây giờ hai cô đó cũng chưa có gọi cái gì, một lời hỏi thăm động viên gì. Thì cái đấy thì mình nghĩ chắc chắn là cũng không liên quan gì đến. Nên người ta chắc chẳng hạn như sợ toàn thể cộng đồng mạng rồi xã hội dị nghị, chắc là các em nó còn nhỏ, chưa nghĩ đến những cái vấn đề hậu quả nên cũng không có cái gì mình phải thắc trách kể cả. Cái đấy cũng mong toàn thể là bỏ qua cho vì các em nó còn chưa có suy nghĩ chín chắn. Hình ảnh anh cứu hai nữ sinh hiện nay rất là được nhiều người hoan nghênh, và anh có ân hận về cái việc này không? Khi mà cái hậu quả nó để lại cho gia đình anh hiện nay là quá là lớn. Về mặt tiền bạc thì nói đúng là đầu tiên thì trước khi mà chưa có các mạnh thường quân với tất cả gọi là bên cộng đồng của anh em đã ủng hộ, thì trước khi là sang đến bên chỗ để sửa xe đấy thì cũng nghe thấy một cái tin là cái số tiền phải đền lên tới 245 triệu. Thì nó đúng gia đình cũng xáo trộn, về mặt tinh thần thì cũng bị giảm sút nhiều, vì cái nói đúng là về lo lắng về cái đấy, xong rồi lo lắng về cái chẳng hạn bây giờ đền tiền rồi mà vẫn phải bị truy tố trước pháp luật. Thì có nhiều cái về chẳng hạn như cái áp lực tinh thần thì nó hơi chịu đựng quá mức. Xin cảm ơn anh đã có cuộc trao đổi với kênh truyền hình VTC14.
Bản tin giao thông an toàn ngày 3 tháng 4 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.